Xin chào tất cả anh em nhân viên đang hướng dẫn tất cả anh em tham gia chương trình này góp nhận một tục căn GSR em tất cả anh em. Một tục căn này ta có khoảng 10 đô. Còn chương trình này giới hạn là 15.000 người tất cả anh em. Chương trình này góp này nó sẽ phân phối vào ngày 1 tháng 10 năm 2020 các bạn. Rồi để tham gia giá các bạn click nhiệm vụ đầu tiên các bạn join vào kênh Telegram group nữa nè. Nay hạn 15.000 lot, các bạn vào đây mà kiểm tra 15.000 người thì các bạn nên bỏ qua dự án này nha các bạn nên làm liền nha các bạn. Còn hình như là còn khoảng 6.000 người nữa, 990.000 người rồi nè, mình là 991 nữa. Rồi bạn bắt đáp lên các bạn. Rồi, khoan, các bạn chờ đợi game. Rồi, nhiệm vụ thứ hai của bạn cũng trên kênh seller nữa nha các bạn. Rồi, bắt đầu đây. Rồi nhiệm vụ thứ ba thì các bạn follow theo word nữa nè. Ấy, toàn không quên nữa ta. Tao phải các bạn để cho chào mình đó, mình làm nhanh quá nên nó ấy luôn. Rồi, follow theo word. Rồi, các bạn theo dõi nha các bạn. Chương trình nhập phơm con này nó list sàn nào ta, các bạn ta lại ta quýt nâng bài đi, ta lại đi, không biết nó list sàn nào luôn. Thôi mình làm biến qua trang con máy chất chấp coi quá. Rồi các bạn subscribe kênh YouTube nữa nha các bạn. Rồi các bạn đăng ký nha, nhiều khi qua nói chuyện lớn không được. Rồi các bạn cũng join vào kênh channel nó tiếp tục. Lót lâu thế. Rồi. Rồi các bạn xuống đây để thông tin nha các bạn. Đầu tiên các bạn mở Telegram của mình ra, các bạn vào setting copy user name Telegram của mình nha các bạn. Rồi submit table profile link, các bạn cũng mở table của mình ra nha các bạn. Rồi các bạn nhấn vào nhập vạch này, nhập user này. Nhấn vào chia sẻ nè. Sau khi mình kết nha các bạn. Rồi các bạn chạy robot. Mình đến nha. Copy tào lao. Copy đó mà cha mày dính cái đó hay thiệt quá. Rồi chia sẻ lại nè. Sẽ cho khai nhận. Rồi còn bắt đắp lên nha. Các bạn bán nhà đây nha. Phiêu quá, không cho nó chuyện lớn các bạn ơi. Rồi bạn mở địa chỉ về thế nha. Mở đi chút có lét nè. Rồi các bạn mở địa chỉ về thắt mình ra, các bạn copy nha các bạn. Rồi các bạn báo lên form nè. Ba từ này nha các bạn. Submit profile in YouTube. Các bạn mở kênh YouTube của mình ra nha các bạn. Cho mở đây nè. Bắt up đây nè. Nhấn vào đây nè. Kênh của bạn nè. Chia sẻ nè. Share share link nè. Rồi bắt up lên các bạn. Mở đây. Rồi các bạn trả dậy nha các bạn. Rồi các bạn join submit username Telegram của các bạn nha mọi người. Rồi các bạn cái phần này các bạn ghi cho mình là cộng nè. Anh
11 33 con đã dưới mình lên mô tả nha các bạn. Còn một này bạn bấm Z, bấm nút gỡ nha các bạn. Vậy video mình đã xong các bạn. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nha.